khi Zinedine Zidane quyết định rời khỏi Real Madrid lần thứ hai trong vòng 3 năm. Những tin đồn liên tiếp được đưa ra, từ Massimiliano Allegri đến Antonio Conte, rồi sau đó là Mauricio Pochettino được đồn đoán sẽ ngồi vào ghế nóng tại sân Santiago Bernabeu. Thậm chí, có cả những cái tên đang làm ở những đội trẻ như Raúl González hay Xabi Alonso. Khi các tin đồn bắt đầu dồn dập hơn, Real lập tức tung ra một quyết định đầy bất ngờ, đó là chiêu mộ cựu huấn luyện viên của họ, Carlo Ancelotti, người đã từng mang về danh hiệu Champions League thứ 10 trong mùa giải 23-24, người đã mở lối cho 3 danh hiệu Champions League kế tiếp của Zinedine Zidane. Dù quen thuộc với rất nhiều cầu thủ trong đội, thậm chí gọi đây là chuyến trở về nhà, chúng ta vẫn phải tự hỏi liệu Carletto có phải là cái tên thích hợp cho đội hình này, và liệu huấn luyện viên Italia có phải là một sự lựa chọn đã được tính toán kỹ, hay là chỉ là một sự lựa chọn xuất phát từ cơn mộng mơ La Decima thuở nào. Trong bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào mùa giải trước của Ancelotti tại Everton, sau đó cũng đưa ra những so sánh trong mùa giải kế tiếp của ông ở Real Madrid. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem những điểm giống nhau giữa Ancelotti và Zidane, cũng như những chuyển đổi về mặt chiến thuật mà các Madridista có thể chờ đợi. Hãy cùng bắt đầu video nào! Carlo Ancelotti có phải lựa chọn hợp lý của Real Madrid? Có thể nói, Carletto chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp của Zizou. Bởi lẽ, cả hai đều có nhãn quan chiến thuật cực kỳ tốt khi mà thời còn là cầu thủ. Cả hai đều biết rất rõ việc thi đấu cho những câu lạc bộ đỉnh cao là như thế nào. Thêm nữa, cả Ancelotti lẫn Zidane đã biết rất rõ lợi ích của một lối đá chiến thuật linh hoạt. Bởi cả hai đều từng là những siêu sao có được sự tự do trên sân, điều mà họ muốn truyền lại cho những thế hệ cầu thủ sau này. Dù cả Ancelotti và Zidane đã có một lối chơi linh hoạt, nhưng họ vẫn có những điểm khác biệt nhất định về mặt chiến thuật, bởi cả hai đều không phải là những huấn luyện viên có một bộ máy chiến thuật sẵn có được định sẵn. Thay vào đó, họ sử dụng khả năng đọc trận đấu của mình để có thể đưa ra những toán tính hợp lý trong từng giai đoạn khác nhau của một trận đấu, điều đã giúp cho Real Madrid đoạt được 4 danh hiệu Champions League trong vòng 7 năm qua, trong đó có cả thành công của Ancelotti lẫn Zidane. Một điểm có lợi của việc huấn luyện viên Ancelotti trở lại đó là việc ông đã quá quen với dạng nhân sự của câu lạc bộ, bao gồm những gương mặt thân quen Marcelo, Gareth Bale, Isco, những người đã và đang chứng minh rằng họ xứng đáng có được suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên người ấy. Nếu có gì đó mà Ancelotti vẫn còn lấn cấn thì đó là việc ông vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung với Gareth Bale, nguyên nhân khiến chính Ancelotti bị sa thải sau 6 năm rời khỏi sân Santiago Bernabeu. Chắc chắn sẽ có vài lo ngại về việc bổ nhiệm Ancelotti có thể dẫn đến vài sự ngưng trệ trong công cuộc xây dựng lại Real Madrid. Thêm vào đó, Ancelotti đã không dẫn dắt một câu lạc bộ đẳng cấp nào của châu Âu kể từ sau khi ông chia tay Bayern Munich. Khi trở lại thủ đô Tây Ban Nha sau một mùa giải tạm gọi là thành công cùng với Everton và trước đó là Napoli, Ancelotti chắc chắn sẽ dần quen mặt với những sức ép mà ông từng trải qua thời còn ở Bernabeu. Tuy nhiên, khi nhìn vào mùa giải trước cùng với Everton, chúng ta vẫn cảm thấy có chút gì đó lo ngại. Cụ thể, đội bóng của ông chỉ về đích thứ 10 trong một mùa giải mà họ đặt mục tiêu là vào top 6. Điều được cho là xuất phát từ những chấn thương của những cầu thủ trụ cột, phong độ thiếu bền vững cũng như những quyết định sai lầm ở hàng phòng ngự. Dù vậy, ở mặt trận tấn công, Everton cho thấy họ chơi khá tốt ở khâu ghi bàn. Thế nhưng khi so sánh với các câu lạc bộ nằm trong nhóm 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chúng ta sẽ thấy rằng điều này khá tệ. Trong bức hình dưới đây, Everton được biểu diễn bằng những chấm xanh. Trong khi đó, các thông số của Real Madrid ở mùa giải 2020-2021 được thể hiện bằng những chấm màu vàng to. Ở bức hình thứ hai thể hiện số bàn thắng kỳ vọng, cũng như số bàn thua và số bàn thua kỳ vọng. Trong những danh mục kể trên, chúng ta có thể thấy một biểu đồ khác có chữ thứ hạng rank ở cuối. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng những thông số kể trên dùng để đánh giá thứ hạng các thông số. Ví dụ, tỷ lệ bàn thua kỳ vọng của Real Madrid được đặt ở thứ hạng 13, tức là Real Madrid đứng thứ 13 ở mặt này trong số các đội bóng ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Lật ngược lại bảng dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng số bàn thua kỳ vọng của họ khiến cho Real Madrid đứng ở vị trí thứ 87 trong mùa giải trước. Ở bức hình này, chúng ta có thể thấy rằng Everton cách rất xa so với Real Madrid về mặt trình độ, kể ở khi Real Madrid rơi vào một mùa giải đầy khó khăn khi liên tục đối mặt với chấn thương. Vì vậy có thể nói, con số 67 bàn thắng mà họ ghi được ở mùa giải mà Zidane
phải thi đấu bằng một đội hình chắp vá thực sự đã là một thành công. Vì vậy, áp lực đầu tiên mà Ancelotti sẽ phải đối mặt đó là giữ cho các cầu thủ của mình luôn thật khỏe mạnh để có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn trong mùa giải sắp tới. Sự linh hoạt về mặt chiến thuật của Ancelotti. Như đã nói ở trên, Ancelotti có một lối tiếp cận rất linh hoạt với các trận đấu mà ông cầm quân. Có thể thấy rõ điều này qua việc đội hình của ông thường xuyên căn chỉnh lối chơi của mình sao cho phù hợp nhất với các chỉ đạo. Ví dụ, khi họ đối đầu với các đội bóng mạnh hơn như Bayern Munich hay Real Madrid, Ancelotti biết rằng đội bóng của mình phải là đội bóng chiếm thế áp đảo. Kể cả khi cầm quân ở Napoli, ông vẫn chỉ đạo các học trò của mình dâng cao để chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, tại Everton, chúng ta có thể thấy Ancelotti đã linh hoạt hơn, bắt đầu biết cách phòng ngự trước các đội bóng mạnh và thi đấu ảo ạt trước những đội bóng cửa dưới. Chắc chắn, khi trở về Real Madrid, Ancelotti sẽ được trông chờ trở lại với lối đá tấn công quen thuộc của mình. Khi đó, rất có thể ông sẽ sử dụng những kinh nghiệm của mình trong quá khứ để khiến lối chơi tấn công của Real trở nên mạnh mẽ hơn. Ở Everton, chúng ta đã thấy Ancelotti sử dụng một vài lối tiếp cận chiến thuật khác nhau. Một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến điều này đó là do những chấn thương mà họ gặp phải. Một nguyên nhân khác đó là ông phải xem xét vị cầu thủ nào có phong độ tốt để có thể đưa vào đội hình chính. Ở bức hình dưới đây, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa đội hình chiến thuật của Everton được thể hiện ở bên trái và đội hình chiến thuật của Real Madrid được biểu thị bên phía tay phải. Dù Zidane cho thấy được sự linh hoạt trong cách tiếp cận, huấn luyện viên người Pháp vẫn thường tin cậy vào sao bàn 4-3-3 hơn. Có thể thấy rằng, ở Everton, Carlo Ancelotti sử dụng nhiều lối tiếp cận hơn là Zidane. Thậm chí ở một vài thời điểm của mùa giải, Ancelotti hòa trộn các đội hình của mình với nhau để tạo ra những vị trí thích hợp nhất trên sân. Một trong những sự khác biệt thú vị giữa hai câu lạc bộ đó là nhịp độ trận đấu. Khi nhìn vào số đường chuyền trong một pha phòng ngự ở trạng thái bị động lẫn chủ động, chúng ta có thể thấy rằng Real Madrid đứng thứ 76 ở cả hai mặt này. Trong khi đó, thông số này của Everton khi lâm vào trạng thái bị động là khá tệ, dẫn đến việc họ đứng ở vị trí thứ 58 trong bảng xếp hạng này. Khi sử dụng những thông số này để đánh giá nhịp độ của trận đấu, chúng ta có thể thấy rằng các đội bóng của Ancelotti rất kiên nhẫn ở những pha phòng ngự. Họ thường sử dụng thế mạnh quân số trước khi tạo ra sức ép lên các cầu thủ tấn công. Thêm vào đó, đối phương thường có xu hướng nhường hẳn khoảng trống lẫn thời lượng kiểm soát bóng cho họ. Trong khi đó, với Real Madrid, tập thể của Zidane tỏ ra nhẹ bén hơn ở các pha chống pressing và thường xuyên gặp phải những đội bóng có lối chơi tứ thủ như Everton. Nói chung, cả hai đều thi đấu với một nhịp độ khá chậm, chỉ khác là Everton tỏ ra thụ động hơn Real Madrid ở những tình huống phản công. Phương án thi đấu của Ancelotti. Trước đây, Ancelotti đã nói rằng ông không tin việc có được một chiến thuật nhất định là một điều đúng đắn. Bởi khi một đội bóng dính chặt mình vào một định dạng, họ chỉ có thể thi đấu theo đúng định dạng đó. Thay vì thế, các đội bóng của Ancelotti thường hướng tới sự dễ chịu trên sân, trao cho họ sự tự do để thể hiện mình. Với các đội bóng như Everton, Ancelotti thường xuyên sử dụng các pha phòng ngự chặt chẽ, rồi sau đó nhanh chóng phản công để tạo ra cơ hội ghi bàn. Còn với Real Madrid, chắc chắn ông sẽ tạo ra một đội hình thiên về tấn công hơn, đặc biệt là ở La Liga. Vì vậy, phân tích đội hình của Ancelotti ở Everton thực sự là một điều lãng phí thời gian. Bởi lẽ, những lối chơi được ông áp dụng ở các trận đấu đó được sử dụng cụ thể cho từng cầu thủ, cho từng trận đấu. Vậy nên, khi mà áp dụng cho các cầu thủ Real Madrid, mọi thứ sẽ trở nên lạc lõng và rời rạc. Dù vậy, khi nhìn vào những gì mà họ đã trải qua, cũng như những trở ngại mà Ancelotti có thể gặp phải ở lần trở lại Bernabeu này, chúng ta vẫn có thể phần nào thấy được những gì Ancelotti sẽ áp dụng ở mùa tới. Phương án đầu tiên đó là tìm kiếm cơ hội ở các pha pressing tầm cao. Real Madrid như thời Zidane thường phòng ngự ở những tình huống pressing tầm cao như thế. Vậy nên, chúng ta khó có thể thấy được sự khác biệt. Tuy nhiên, một điều chúng ta có thể thấy rõ ở các đội bóng được tôi luyện lâu năm đó là họ có thể nhận ra những pha bóng ngàn vàng để thực hiện một pha pressing. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy Everton đã loại bỏ đường chuyền cho thủ môn trong khi gây ra sức ép dành cho Victor Lindelof. Thêm vào đó, họ cũng loại bỏ phương án chuyền bóng kế bên anh. Về mặt tấn công, các đội bóng của Ancelotti luôn cho thấy khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn từ các khu vực cánh trên sân. Tuy nhiên, việc không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình như ở nhiệm kỳ đầu của Ancelotti sẽ khiến ông gặp khó mặt này. Dù vậy, vẫn còn đó Karim Benzema. Khi đó, rất có thể Real Madrid sẽ dâng cao ở hai cánh cùng một pha đột phá sáng nước vào trung vệ, đặc biệt là từ các tiền đạo cánh hoặc các tiền vệ biên dâng cao. Hình ảnh dưới đây
cho thấy chiến thuật đó được áp dụng như thế nào ở Everton. Một điểm mạnh của việc huấn luyện Real Madrid đó là bạn sẽ không bao giờ thiếu các ngôi sao. Kể cả ở mùa giải tệ hại 2020-2021, Real vẫn có được một dàn sao trên sân, dù mỗi người có một bộ kỹ năng riêng. Một trong những vấn đề lớn nhất của Zidane đó là những bộ kỹ năng này của họ không phải lúc nào cũng phù hợp với lối đá của ông. Vì vậy, ông thường phải lắp ghép sao cho lối chơi của từng người phù hợp với những người còn lại. Nếu Real Madrid có được một đội hình khỏe mạnh hơn ở mùa giải 2021-2022, điều họ có thể có được với sự trở lại của huấn luyện viên thể lực Antonio Pintus, chắc chắn mặt trận tấn công của Real Madrid sẽ hiệu quả hơn mùa trước. Quay ngược lại nhiệm kỳ đầu của Ancelotti một chút, chúng ta thường xuyên thấy các siêu sao tấn công của ông tạo ra những tình huống tấn công sáng nước ở các tình thế mà quân số của cả hai bên cân bằng. Thêm vào đó, bức hình dưới đây đã chỉ ra các ngôi sao tấn công của ông thi đấu gay gắt hơn để tạo ra những tình huống sáng nước. Trong ví dụ này, Gareth Bale khiến đội hình phòng ngự của Real Sociedad phải dồn vào khu vực trung lộ, giúp cho Karim Benzema có được khoảng trống để nhận bóng ở khu vực trung lộ. Từ tình huống đó, Real Madrid đã có được bàn thắng. Một bàn thắng có công rất lớn của Ancelotti, người luôn tin tưởng vào khả năng của các học trò. Khi nhìn vào trận đấu gặp Real Sociedad, chúng ta có thể thấy rằng Real Madrid thường xuyên chống pressing một cách gay gắt nhằm loại bỏ mọi pha phản công của Antoine Griezmann và Carlos Vela. Để làm được điều đó, các cầu thủ của Ancelotti phải thường xuyên sử dụng các pha bóng ở cánh, sau đó ập vào khu vực gần với bóng. Khi Real Sociedad bắt đầu mất cân bằng ở các tình huống cầm bóng, các cầu thủ Real Madrid lập tức có cơ hội tạo ra các pha tấn công sáng nước về phía khung thành của đối thủ. Xabi Alonso khi đó sẽ có nhiệm vụ giảm tải sức ép cho Benzema, người sau đó sẽ thực hiện một cú ra chân như búa bổ vào xà ngang khung thành. Một điều có thể nhận ra ở pha bóng này đó là sự ăn ý của Gareth Bale và Karim Benzema. Bale ban đầu muốn thực hiện một pha chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự đối phương, nhưng sau khi nhận ra mình phải đối mặt với một hậu vệ đang theo sát anh, cũng như việc Benzema đang theo sát hậu vệ đó trong tình huống 1-1, Gareth Bale lập tức giạt cánh để tạo khoảng trống cho cú sút của cầu thủ người Pháp. Cuối cùng, ở pha luân chuyển sang tấn công, chúng ta có thể thấy đội bóng của Ancelotti tiếp tục sử dụng các pha chống phản công thông qua cặp cánh. Chắc chắn, sự linh hoạt trong các pha đi bóng của Real Madrid sẽ được tiếp nối dưới thời Carletto. Có thể, chúng không đến ngay lập tức, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Ancelotti sẽ tạo ra được sự cải thiện cho Real Madrid ở mặt này. Có thể thấy, phương pháp của Carlo Ancelotti không khác nhiều so với Zidane. Thay vì tiếp cận chung với tư tưởng của một triết gia, Ancelotti chắc chắn sẽ chỉ dẫn các học trò của mình linh hoạt hơn khi tiếp cận đối thủ, một điều mà ông đã luôn làm ở các đội bóng mà ông từng dẫn dắt trong quá khứ cũng như hiện tại.